Chị hay giá à? Đảo chân. La Curesta lại qua người. Wow. Xin chào anh em. Hôm nay mình đang ở sân VOV quận 12. Đây, và cùng với một người bạn mà mọi người biết cũng rất lâu rồi, Kiên Hazard. Dạ, mở sau Tết ra hôm nay có trận thi đấu đúng không? À, đi đá ké thôi. Đi đá ké rồi. Đá ké của anh em. Dạ, anh em bên nhờ đội của Thanh Ngô nè. Nhờ phước của Thanh Ngô với lại Quy Mập. Có trận đấu. Sẽ có một trận đấu của Kiên Hazard tại quận 12 ngay sân nhà của Kiên Hazard. Ok. Thì giờ anh ấy vẫn còn đang dự bị. Lát xíu nữa Haya sẽ vào thi đấu và tại đối phương mệt thì mình vô. Mọi người cùng xem nha. Đù. Huy Mập đá chung vệ luôn. Dạ yeah, dạ yeah. Wow, mới vô đã có pha kiến tạo rồi. Rất tiếc là đi ra ngoài. Tới chân Haya rồi. Chân trái. Lại ra ngoài. Đó, tới chân Haya rồi. La Correta. Làm gì đây? Truyền tiếp. Kiên Haya chọc mũi không vào. Xoay người. Một chuyền tới chân. Chuyền hay giá, tới chân rồi. Qua người. Và xử lý rất hay của Thanh Ngô. Chuyền hay giá, sọt háng rồi. Wow. Chị hay da qua người rất hay. Chị dê qua luôn thủ môn. Trời. Giờ da đã phạt góc nè. Chà ơi, chầm cho bành tới ngay đầu luôn. Dã man. Hay quá da ơi. Thều cái chân gọn thiệt chứ. Chị hay giá đảo chân. La Cresta lại qua người. Wow, đọc diễn giữa sân luôn. Ghê thật, ghê thật. Hay giá chị dài. Trời hả? Ôi trời. Bàn thắng dễ nhất sự nghiệp của Kiên Haya. Đội bạn bên kia yếu quá. Haya qua người một cái háng. Trời, đã ngay góc luôn. Đội bạn Haya bán hành cho đội bạn. Rất nhẹ nhàng. Và cắt trung lộ. Ghi bàn của Kiên Haya.
Cho khe. Đối diện gôn. Pha cho khe của Kiên Haya. Quả hạn rất hay. Pha quả hạn của Kiên Haya. Trời. Kiên Haya lấy được banh rồi. Tân banh qua đầu. Quá hay luôn. Làm gì nữa? Qua người. Haya. Ổng chiếm cục 2 hồi nào không biết luôn. Một bàn thắng nữa của Kiên Haya. Rất nhẹ nhàng. Dài. Tới chân rồi. Qua người. Rất hay. Kiên Haya. Làm gì đây? Body fan. Chuyền. Wow. Thầy đó bạn ơi. Ok. Rồi. Mọi người thấy Kiên Haya đã hay thì nhớ like cho Kiên Haya nha. Đừng quên subscribe channel YouTube của Thầy Áo Sức. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về thi đấu bóng đá, hướng dẫn bóng đá, thử thách bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại.